em chào cô. Cũng vừa được biết là em vừa mới đạt giải trạng nguyên cuộc thi festival tiếng Anh tại thành phố Hải Dương đúng không? Vâng. Thì em có cảm nhận gì về cái kỳ thi đó? Em cảm nhận là kỳ thi này đã giúp em có cơ hội giao lưu với các bạn ở trường khác và tiếp thu được nhiều bài học. Ai là người đã đăng ký cho em đi thi? Người đăng ký cho em đi thi đó chính là mẹ em. Và trong quá trình học tại AMES ấy, thì em đã phải trải qua một cái chặng đường khá là dài để đến học tại AMES, thì em có cảm thấy mệt mỏi không? Em không. Thế ước mơ sau này của em là gì? Có liên quan gì đến tiếng Anh không? Em sẽ trở thành một thầy giáo tiếng Anh để dạy các bạn ở trên miền núi và các bạn ở nông thôn. Thế em đã có bao giờ là tâm sự với các bạn ở lớp, ở trên trường của em về lớp học tại AMES chưa? Có ạ. Thế nếu mà được nói một câu về cô giáo tại AMES thì em nói với cô như thế nào? Em rất cảm ơn các cô đã dạy cho em để em có giải trạng nguyên tiếng Anh. Sắp tới em chuẩn bị cho cái kỳ thi trạng nguyên quốc gia tại Hà Nội thì em đã chuẩn bị những cái gì, hành trang gì để tham gia cuộc thi đó? Em đã chuẩn bị 3 thứ. Một là sự tự tin, hai là bài học và ba là sự bình tĩnh. Em đã sẵn sàng cho cuộc thi đó chưa nhỉ? Em rất sẵn sàng. Hiện tại em đang có khoảng 120 học sinh và không chỉ riêng đối với Nam Hoàng mà còn tất cả những học sinh khác. Thì em luôn dành cái tình yêu với tiếng Anh của mình để truyền đạt cho học sinh. Với cả là đối với riêng Nam Hoàng thì thực ra em nhận xét thấy là con đã có sẵn tình yêu tiếng Anh rồi. Hơn vào thấy nữa là con có ưu điểm thì là trí nhớ rất là tốt. Hơn nữa là có bạn ấy cũng rất là tự tin nữa. Thì đối với cái cuộc thi tiếng Anh Festival lần này, em nhận thấy là có một cái phần thi khá là khó cuối và quan trọng. Đấy là phần thi thuyết trình tiếng Anh. Thì em đã dành khoảng rất là nhiều thời gian để training cho con về cái làm thế nào để có thể thuyết trình tốt. Tại vì con có nhớ được cái bài thuyết trình của con rồi. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là cái phong thái thuyết trình. Thì em đã cho con xem những cái video của những cái nhà thuyết trình nổi tiếng thế giới để làm thế nào sử dụng cái body language trong thuyết trình và cái phong thái thuyết trình rất là tốt. Thì em nghĩ là Nam Hoàng đã làm rất tốt trong cái cuộc thi vừa rồi ạ. Phải luôn luôn tận tâm và thấu hiểu học sinh để học sinh phát triển được tốt nhất cái thế mạnh của mình.